Xin kính chào tất cả các bạn và chào đón các bạn trở lại với khóa học phát âm tiếng Anh. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi vào các bài chi tiết hơn, cụ thể hơn về các cách phát âm. Trong loạt bài 2A và 2B, chúng ta sẽ dành cho bảng phiên âm quốc tế. Chúng ta cần nghiên cứu, cần phân biệt các âm cho rõ, đặc biệt là khi nhìn vào những ký hiệu thì mình biết đọc làm sao. Ít là như vậy các bạn nhé. Dĩ nhiên, như chúng ta biết, bảng phiên âm quốc tế đó là căn bản mà mỗi người chúng ta phải có khi mà muốn phát âm tiếng Anh. Tại vì chúng ta biết tiếng Anh thì thiên biến vạn hóa trong vấn đề phát âm. Viết như vậy nhưng đọc có thể khác. Cùng một cái cách viết nhưng có thể có nhiều cách đọc khác nhau, chúng ta biết rồi. Tiếng Anh có thể nói là một trong những ngôn ngữ khó chịu nhất về vấn đề phát âm. Cho nên, chính vì thế người ta mới tạo ra cái bảng phiên âm quốc tế các bạn ha. Mình biết rằng có nhiều bạn đã học tiếng Anh nhiều năm rồi và có thể đã nắm vững vấn đề. Cho nên mình không muốn làm mất thời gian của các bạn. Bằng cách bây giờ chúng ta sẽ trắc nghiệm rất là nhanh, các bạn tự kiểm tra mình. Nếu thấy rằng nó quá dễ, mình đã nắm thật vững rồi thì các bạn có thể bỏ qua và đi qua bài số 3. Bây giờ mình mời các bạn tự kiểm tra bằng cách là nhìn ký hiệu phiên âm và đọc thành âm, đọc thành câu. Và nếu hiểu được thì càng tốt. Các bạn có 15 giây để nhìn các ký hiệu sau đây và tự kiểm tra mình. Xin mời các bạn. 15 giây bắt đầu. Rồi, nếu bạn nào thấy dễ quá thì các bạn có thể bỏ qua bài 2A và 2B. Nhưng chúng ta biết là phiên âm tiếng Anh nó rất là đa dạng. Cho nên thật ra nắm vững cái bảng này đó cũng chưa phải là đã là vững lắm đâu các bạn. Các bạn sẽ thấy rằng tiếng Anh, vấn đề phát âm là vấn đề cực kỳ là phức tạp ha. Nhưng không sao, nó cũng dễ thôi các bạn. Mình làm được thì các bạn dĩ nhiên làm được, làm tốt hơn nữa. Rồi bây giờ những ai còn thấy nó hơi lờ mờ thì mình mời các bạn đi sâu hơn vào trong bảng phiên âm quốc tế. Trước hết thì các bạn thấy tiếng Anh nó có 26 ký tự, 26 chữ cái. Thì các bạn thấy ở trong bảng ký tự này đó có 5 chữ màu đỏ, A, E, I, O, U. Đây là các nguyên âm. Nguyên âm là những âm khi phát ra thì nó không có bị cản gió các bạn ha. Và nguyên âm là cái để mà làm cho một chữ có thể phát âm ra được. Bởi vì nếu không có nguyên âm thì cái chữ đó không thể phát âm được. Các bạn thấy bây giờ các bạn cứ là lấy bất cứ một chữ gì cho kể cả là tiếng Việt đi thì các bạn sẽ thấy nếu không có nguyên âm ở trong đó thì không thể phát âm được. Rồi trong bảng chữ cái này đó, tuy rằng có 5 nguyên âm chữ đỏ mà chúng ta thấy đây, có một cái chữ là chữ y dài ha, tiếng Anh là y. Thực ra chữ y dài này nó có hai chức năng. Theo định nghĩa đó thì nó là một phụ âm, tại vì nó màu đen các bạn ha. Nhưng mà nó lại thường đóng một cái vai trò là nguyên âm. Bây giờ phụ âm khi nào và nguyên âm khi nào? Thưa, nó là phụ âm khi khởi đầu một vần. Ví dụ yes, yellow, young, year. Các bạn thấy nó không có đọc là chữ y ở đây ha, đọc là y, giống như là chữ y trong chữ nhân dân của người miền Nam Việt Nam. Yes, dân ha, yes, yellow, young, year.
Còn chữ y dài này nó là nguyên âm khi đứng sau phụ âm khác, chẳng hạn như là chữ happy, chúng ta thấy nó đứng đằng sau phụ âm p, chữ p. Cho nên nó đọc là y, nó không đọc là giờ nữa, mà đọc là y, giống như là chữ y của chúng ta vậy. Happy, kindly, Jim, vân vân. Chúng ta sẽ thấy nhiều ví dụ sau này. Các bạn thấy từ bảng chữ cái đơn giản ở trên, chúng ta thấy có rất nhiều âm được biến hóa ra ở đây. Chẳng hạn như là năm nguyên âm, chúng ta thấy nó biến ra thành 20 âm khác nhau từ năm nguyên âm đó. Hoặc là 21 phụ âm ở trên biến thành 24 cách đọc khác nhau của phụ âm. Đấy, các bạn thấy nó phức tạp lên chứ nó không đơn giản đâu ha. Rồi bây giờ chúng ta trong bài này, dĩ nhiên mình sẽ không có đủ thời gian để mà đi một cách chi tiết để các bạn nắm thật là rõ, thật là vững một lúc được. Cho nên mục tiêu trong bài này đó là chúng ta sẽ làm quen một lần nữa với các ký hiệu phiên âm ở đây, để khi các bạn nhìn vào bất kỳ ký hiệu nào, các bạn có thể đọc ra được một cách cơ bản. Còn việc phân biệt các cái âm này một cách rõ ràng thì chúng ta sẽ cần có những bài sau cùng với những bài luyện tập các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ xin được phân tích một chút rất nhanh các âm này và sẽ cho một ví dụ các bạn ha. Rồi các bạn thấy ở đây âm đầu tiên chúng ta thấy chữ y mà có hai chấm thì là y dài. Y dài là cái dạng y đọc miệng bè ra, hai cái hàm răng sát lại với nhau thì âm nó sẽ sắc lên và cái âm nó tự động sẽ dài ra. Miệng mình để như thế thì âm nó dài, còn nếu để khác đi thì âm nó ngắn. Vậy thì chữ này đọc là y, y. Ví dụ trong chữ peace, bình an, hòa bình. Peace, y. Qua ký tự thứ hai là âm y ngắn. Y ngắn là bởi vì miệng nó để khác các bạn nhé, chứ không phải là mình đọc ngắn đi thì nó ngắn, không, miệng để khác thì nó ra cái âm khác và âm đó nó sẽ ngắn hơn là âm này. Đấy, nó có cái âm sắc của y nhưng nó không phải là loại y dài nha. Chẳng hạn như chữ peace, lúc nãy chúng ta đọc với nhau là peace, bây giờ là peace. Bây giờ bạn có thể kéo dài chữ này peace ra cả mấy cây số thì nó vẫn là cái y này, y ngắn, nó không có dài ra được các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ có những bài thực tập sau này. Điểm cơ bản là nếu mình đọc lộn y ngắn và y dài thì nghĩa nó hoàn toàn khác nhau. Lúc nãy là peace là hòa bình, bình an, bây giờ mình đọc là peace là bực mình, nó khác liền các bạn nhé. Âm thứ ba viết như thế này là u, u ngắn sẽ khác với lại u dài là u hai chấm ở đây. U ngắn chẳng hạn như trong chữ pull, pull. U dài chẳng hạn trong chữ pool, pool. Bạn thấy nó đều có âm sắc của u nhưng cái ngắn, cái dài do miệng để khác nhau. Chúng ta sẽ phân tích sau. Chữ tiếp theo là chữ e. Âm này âm e thì giống như tiếng Việt Nam thôi, e thẹn, không có gì đặc biệt cả, cho nên chúng ta bỏ qua. Tiếp theo thấy chữ e mà ngược lại như thế này thì nó là chữ ơ, âm ơ. Ơ này là ơ ngắn, nó sẽ khác với ơ dài ở ngay bên cạnh nó là số 3 mà có hai chấm. Hoặc là đôi khi các bạn thấy có những từ điển đó họ dùng cái ơ này nhưng họ chấm hai cái vào nữa, chấm hai dấu đằng sau thì nó có tượng trưng cho vấn đề là âm dài. Vậy thì ơ ngắn này chẳng hạn như trong chữ sofa, ơ rất là nhẹ, sofa, không có gì hết. Còn qua âm ơ dài thì cái âm ơ đó nó lùi vào trong cái vòm họng của mình sâu hơn và nó tạo ra
cái độ dài hơn cũng như là nó trầm hơn nếu bạn muốn nói một cách gọi là theo âm học đó ha. Ở đây là ơ, ở đây âm ơ lùi lại, ơ, ơ, bạn thấy âm nó lùi vào trong, ơ, ha. Chẳng hạn chữ sir, sir, ơ, sir, ha. Ký hiệu tiếp theo là o dài, chúng ta thấy có hai chấm ha. Giọng của người Anh thì nó sẽ ấm hơn, nó gọn hơn, lại vì cái miệng người ta nó sẽ chúm lại, nhỏ lại và đọc âm o, o, o. À. Người Mỹ miệng nó mở ra nhiều hơn, o. Chẳng hạn như trong chữ glory, nếu người Anh đọc thì sẽ là glory. À. Chúng ta sẽ phân biệt với nhau sau này. Âm tiếp theo là âm o ngắn. À, o ngắn nếu người Anh họ đọc thì họ sẽ miệng nó giống giống như chữ o dài của tiếng Mỹ vậy. À, o, hot, I'm hot, tôi đang nóng. À, trời nóng, it's hot. Đó là nói kiểu giọng Anh. Còn người Mỹ thì họ có khuynh hướng đọc bè miệng ra chữ này và nó có âm sắc gần giống như là chữ A vậy. Chính vì thế các bạn mà nghe mới đầu nghe người Mỹ nói đó, à, ai đã học tiếng Anh quen rồi tự nhiên nghe qua giọng Mỹ đó thì sẽ thấy nó hình như nó đọc chữ A hay sao đó, chứ không phải chữ O, nhưng không phải. À, do miệng nó bè ra cho nên âm sắc nó ra như vậy. Vậy thì người Anh đọc là O, người Mỹ sẽ đọc là A. Hot, it's hot. Người Anh là it's hot. Người Mỹ, it's hot. It's hot. Có âm sắc gần giống như là chữ A tiếng Việt Nam. Bây giờ qua cái ký hiệu tiếp theo là chữ A dài. A dài thì người Anh họ đọc nó nhẹ hơn. A, ví dụ như chữ hat, họ đọc là hat, hat. Nhẹ thôi. Người Mỹ có khuynh hướng đọc nó cứng hơn, đọc nó sâu hơn. Heart, heart. À, nếu các bạn nào muốn đọc giọng Mỹ chữ này thì các bạn để vòm miệng của mình giống như đọc chữ O, ha, nhưng bạn phát âm ra từ cổ âm A thì nó sẽ ra được. Vậy mình để miệng tròn chữ O, bây giờ đọc âm A ở trong cổ ra. A, 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 heart, heart. Các bạn thấy mình đọc có chữ R ở trong đó một chút ha. Nhưng mà đây là cái kiểu của Mỹ. Thì chúng ta sẽ học với nhau sau này nhé. Ký hiệu tiếp theo là chữ Á. A, Á, Ớ, tiếng Việt Nam mình đó. Thì cái chữ thứ hai là chữ Á đó. Chính là cái chữ này các bạn nha. Ví dụ như là cut, cut, nó không phải chữ ơ các bạn nhé, đừng đọc là cut, cut là không đúng, đọc chữ á, cut, âm á giống như là ở trong chữ trăng của tiếng Việt Nam vậy, cut, cut. Ký hiệu tiếp theo là ae, mình thấy nó viết cũng đặc biệt phải không ạ? Đây là ký hiệu cho âm nằm giữa chữ E và chữ A nha. Các bạn đọc chữ E, rồi các bạn đọc chữ A, sau đó các bạn đọc cái âm nằm giữa hai cái chữ đó ha. E, A, E, E, E. Ví dụ cat, cat. Nó không phải là cat, nó không phải là cat, muốn nói cat, cat. À. Rồi. Âm tiếp theo y và ơ đọc là ear, nó kết hợp y và chữ ơ lại với nhau, ear, ha, ear. Chẳng hạn beer, uống bia đó, beer. Âm tiếp theo e và y đọc là a, say, today, a. Tiếp theo là âm u và ơ đọc là ur,
giống như là dao ua mình vậy đó ha. Ok, ua. Sure. Sure. Rồi. Âm tiếp theo. O, E, oi ha. Oi. Boy. Boy. Rất dễ. Âm tiếp theo. Ơ và u là ơ u. Gần giống như chữ Âu tiếng Việt Nam ha, lo âu, nhưng mà nó không phải là chữ Âu tiếng Việt Nam các bạn nha. Bạn nhớ đây là ơ và u, âu, âu. Cho nên người Anh đó, họ sẽ đọc cái này rất là rõ theo kiểu này. Go là go. À. Tiếng Mỹ nó đọc gọn hơn, à, nhanh hơn. Cho nên mình nghe có cảm giác như là chữ go, go. Nhưng thực ra phân tích âm ra đó thì nó là ơ u các bạn nha. Oh, à, go. Tiếp theo là âm e ơ. Air. Ví dụ bear. Bear, con gấu, à, bear. Âm này thì quá dễ, i e i ha. My. I am ha. My. I. Âm cuối cùng a u ao, mình không đọc là a u au, à, không phải là rau các bạn nhé, không phải là rau mà là ao, giống như cái ao của mình vậy đó, à, cái ao nước đó, à, a và u đọc là ao nha, ao. Ví dụ how, now, à, vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần phiên âm cho các phụ âm của tiếng Anh. Chúng ta thấy đa số các phụ âm ở đây đều nhìn giống giống như tiếng Việt vậy. Tuy nhiên, chúng có những điểm khác à, một chút hoặc là khác nhiều. Khác nhiều là bởi vì có những âm mà tiếng Việt không có các bạn nha. Chúng ta sẽ thấy. Đầu tiên là ký hiệu chữ P của tiếng Anh. Chữ nhìn thì giống tiếng Việt và phát âm cũng gần giống tiếng Việt. Nhưng có một chỗ khác nhau ở đây. Ví dụ mình có chữ paper, à, paper nghĩa là giấy, thì trên tay mình cũng có một tờ giấy đây. Nếu đọc theo kiểu âm Việt đó thì các bạn sẽ thấy thế này là paper, 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 không có gì xảy ra cả. Nhưng nếu đọc theo đúng âm của tiếng Anh thì là paper. Bạn thấy gió ra rất là mạnh. À, paper. Paper. À, people. À, pope. À, Diêu Hoàng. Pope. À, apple. À, bạn thấy bật hơi rất là mạnh. Các bạn lấy giấy ra và tập chữ này nhé. Ký hiệu tiếp theo là chữ bờ, giống như là tiếng Việt Nam vậy, bò bê ha, hay là tiếng Anh có một chữ là baby, baby nghĩa là em bé đó ha. Bây giờ chúng ta đến ký hiệu nhìn vào thì giống như chữ tờ Việt Nam, giống như tờ giấy ha. Tôi đi chơi với anh, tôi ha. Tờ. Nhưng tiếng Anh nó sẽ đọc nhẹ hơn, ngọt hơn, trơn hơn. Ví dụ như là chữ T. Không đọc là T, giống như thằng T, à, tiếng Việt Nam. Mà đọc là T, T, nhẹ hơn. À. Một âm có cấu hình miệng y chang như chữ T là chữ D. À. Do. Bạn nghe nó nhẹ hơn, trôi hơn, ngọt hơn tiếng Việt Nam. Tiếng Việt Nam có thể là đu, đu dây, đu đưa, đu đủ. À, không, cái này là do, do, t, do. Rất giống nhau về cấu hình miệng. T, d. Khác nhau ở cái cổ nó rung hay không thôi. À. Do, do. Rồi, âm tiếp theo. Khi bạn thấy cái kết hợp của t và sh thì các bạn đọc ch,
giống như chữ chờ tiếng Việt Nam, nhưng mà nó sẽ nhẹ hơn, trôi hơn, ngọt hơn. Ví dụ như chat, mình vẫn đọc, vẫn nói dùng chữ này rất là nhiều ha, mình chat ở trên mạng, chat hoặc là chua chat chẳng hạn, tiếng Việt Nam như thế. Nhưng đọc đúng, đọc chuẩn phải là chat, chat, nó dài hơn một chút và nó êm hơn một chút ha, chat, các bạn nha. Một âm có cấu hình y chang như là ch là j, chỉ khác là dây thanh quản rung, tức là âm vô thanh biến thành âm hữu thanh. À, tiếng Việt Nam không có âm này. Chẳng hạn như là chữ jar, jar nó không phải là cha mà là j, jar. À, chúng ta sẽ luyện với nhau. Tiếp theo là ký hiệu cho k. Ví dụ key là chìa khóa, key. Tiếng Việt Nam mình đọc sẽ là key, key, cookie chẳng hạn. Nhưng tiếng Anh sẽ đọc là cookie, k, key. Mình nói là ăn cơm. Nếu đọc theo giọng Anh là ăn cơm, ăn cơm, k, Tiếp theo là chữ g. Nếu tiếng Việt mình đọc thì là g. Ví dụ như là get, get, nhưng tiếng Anh sẽ đọc là get, g. Hoặc là động từ đi chẳng hạn là go, tiếng Việt âm Việt sẽ là go, go, tiếng Anh là go, g, g, nó mạnh hơn. Hai âm này có cùng cấu hình miệng khác nhau mỗi cái dây thanh quản rung hay không thôi. Chúng ta sẽ học trong bài số 3. Tiếp theo là hai âm giống nhau về cấu hình miệng là f và v. Đó. Ví dụ for rất dễ dàng, giống tiếng Việt thôi. For, f, f, for. Chữ v cũng y chang như vậy. Về đây nghe em, về đây, về. Tiếng Anh có một chữ là view chẳng hạn ha, view hoặc là very. Hai âm tiếp theo, cặp âm tiếp theo giống nhau về cấu hình miệng, khác nhau về dây thanh quản rung hay không. Âm đầu tiên là âm vô thanh, và đây là âm mà chúng ta dùng rất là nhiều khi cảm ơn nhau. Mình nói thank you, thank you. Các bạn đừng đọc là thanh kiều, thanh, không, tiếng Anh nó không có cái âm đó. Để đọc được chữ này thì các bạn thấy người ta vẽ cho mình giống như là cái miệng này, đó, rồi ở giữa giống như cái lưỡi, đưa ra, mình thấy có hai cái lỗ trống ở đây, thì giống như là để cho gió nó ra vậy đó. Thì bây giờ bạn để lưỡi của bạn ra một chút, bạn thở một cách rất tự nhiên cho gió ra, sau đó bạn sẽ đọc phần nguyên âm, anh. Bây giờ mình đọc chữ TA trước, để lưỡi ra và để gió thở tự nhiên. Thank, 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 thank you, thank you, thank you, thank, thank. Đó là âm thứ nhất. Âm thứ hai, miệng cũng để y chang như thế, lưỡi y chang như thế, nhưng bây giờ mình sẽ dùng răng để mình chặn lại. Thì bây giờ lưỡi cũng đưa ra và răng chặn lưỡi nhẹ một chút và đọc chữ này ha. This, this, this. Nó không phải là chữ đờ của tiếng Việt Nam các bạn nhé. Nhiều bạn đọc là this, that, không phải. This, that. Rồi, âm tiếp theo thì chữ S nhẹ, chữ S nhẹ. Rất là dễ thôi, giống như chữ X của tiếng Việt Nam vậy. Cái mùa xuân, mùa xuân chẳng hạn. Thì là S,
Rất nhẹ. Bây giờ mình có một chữ minh họa trong tiếng Anh là su, su, rất nhẹ. Tiếp theo chữ z, z giống như là chữ giờ của người miền Bắc vậy, ha. Gió, gió, giờ, z, z. Tiếng Anh có một chữ minh họa zoo là sở thú, zoo, z, 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 zoo. Bây giờ là chữ sh, sở nặng giống như tiếng Việt. Mùa xuân sang, sang. Bạn thấy miệng của mình để và phát âm ra, thực ra nó nặng hơn chữ sở nặng của tiếng Việt Nam, ha. Sh. Ví dụ shoe, shoe là giày, lúc nãy mình đọc là su là nhẹ, ha. Su là kiện tụng đó, su. Bây giờ đọc là shoe, shoe. Mùa xuân sang, shoe. Âm tiếp theo là âm hữu thanh của cái chữ sở nặng này, miệng để y chang như nhau nhưng dây thanh quản rung. Z, z. Bên này là sh. Nó là z. Vision. Hầu như tiếng Việt Nam mình không nói chữ này. Tiếng Pháp dùng chữ này rất là nhiều. Ai học tiếng Pháp sẽ thấy ha. Je, je t'aime. Je. Ok. Vision. 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 Rồi tiếp theo là chữ M thì giống y như tiếng Việt Nam vậy. Mean. Không vấn đề gì hết. M. Mean. Chữ N cũng y chang như thế. Tiếng Việt Nam. Nói năng. Nói năng. N. Tiếng Anh có một chữ minh họa là nun. Nun. Nun có nghĩa là nữ tu hoặc là các sơ, các ni cô, vân vân. Tiếp theo bạn thấy ký hiệu này thì bạn đọc giống như chữ ng của tiếng Việt Nam vậy, n chữ j, ng. Ok, sing, singing, sing. Hát. Bây giờ qua âm h là âm thở hơi ra thôi, không vấn đề gì cả, giống như tiếng Việt Nam vậy, hờ hững. Tiếng Anh một chữ minh họa là chữ hes. Hes. Rồi chúng ta sẽ qua tiếp vần L. Tiếng Anh giống tiếng Việt, love. Ở đây thì một số bạn ở một số vùng ở miền Bắc đó, cần để ý ha. Đôi khi có những vùng miền ở bên Bắc mình nói chữ N và chữ L nó lẫn lộn nhau, và như thế thì đôi khi trong tiếng Anh đó nó sẽ xảy ra tình trạng là nghĩa nó ngược nhau hoàn toàn. Mình lấy ví dụ chẳng hạn như chữ bạn đọc là night, đây night là chữ N, bây giờ bạn qua đọc chữ đó thành chữ light thì nó nghĩa hoàn toàn. Night chữ N nghĩa là đêm tối, bây giờ đọc thành chữ light thì là ánh sáng. Ánh sáng và đêm tối là hai cái khác nhau hoàn toàn các bạn ha. Cho nên một số bạn miền Bắc để ý phân biệt chữ N và chữ L nha. Chữ R tiếng Anh giống y như tiếng Việt Nam thôi, cũng rung lưỡi, không vấn đề gì cả. Ví dụ read, read, r, r, read, không có gì hết, các bạn rung lưỡi. Chữ w của tiếng Anh thì mình vẫn hay có một chữ mà ta là wow, why, want, w, rất dễ thôi, không có vấn đề gì cả. Rồi khi các bạn thấy chữ này trong phiên âm các bạn nhé, phiên âm chứ không phải trong bảng chữ cái nha, mà là trong bảng phiên âm thì mình đọc giống như chữ giờ của người miền Nam Việt Nam, ví dụ như là nhân dân, nhân dân, giờ. Một chữ minh họa bằng tiếng Anh là yes, yeah,
Yellow, young, happy new year. Một số bạn miền Bắc cẩn thận vì mình thấy có bạn đọc là y trong phiên âm, chữ này không đọc là y mà đọc là yeah. Mình không đọc là es mà đọc là yes. Yeah. Yes. Nhân dân, nhân yes, nhân yes. Happy new year chứ không phải là happy new year các bạn nha. Year là cái tai rồi. Year là năm. Year, year, year. Yes, yes. Vâng, thưa các bạn, chúng ta mới lược qua với nhau cũng nhanh thôi các cái âm ở trong bảng phiên âm này. Hy vọng các bạn đến lúc này thì các bạn nhìn vô trong bảng phiên âm này, các bạn có thể xác định được một cách tương đối các cái âm ở trong này. Còn bạn nào mà đã nhiễn rồi thì xin chúc mừng các bạn. Ở đây chúng ta cũng thấy có những cái chú thích nho nhỏ ở dưới này ha. Thật ra đây là những chú thích rất là có ích các bạn. Chẳng hạn như các bạn thấy màu vàng là vowels, tức là các cái nguyên âm người ta khoanh vùng cho các bạn đây ha. Hoặc là bạn thấy chữ những cái âm ở trong màu cam ở đây là diphthongs, tức là những nguyên âm đôi. Hoặc là những cái chữ ở trong khung màu đỏ này này thì là consonants, tức là những phụ âm. Rồi những chữ màu xanh da trời chẳng hạn, đây các bạn thấy nó là những âm gọi là long sounds, những âm dài. Chúng ta thấy có hai chấm ở đây. Rồi bên cạnh đó thì những cái khung mà màu hơi tím tím ở đây là những short sounds, những âm ngắn. Chúng ta biết rồi. Hoặc là các cái chữ màu xanh lá cây này, ha, chúng ta thấy ở đây là những chữ gọi là voiced consonants, tức là những âm có dây thanh quản rung, là hữu thanh đó, voiced, có tiếng ở trong đó ha. Còn những ô màu hơi xanh xanh xám xám ở đây là unvoiced hoặc là voiceless consonants, những phụ âm vô thanh. Chúng ta sẽ học rõ hơn ở trong bài số 3 các bạn nhé. Đấy, thì các bạn bây giờ có một cái bảng trước mặt đây, các bạn có rất nhiều thông tin. Thì hy vọng các bạn đã nắm được rõ một cách tương đối cơ bản những vần ở trong tiếng Anh các bạn nhé. Mục tiêu của chúng ta giống như là trong loạt bài văn phạm mà mình trình bày, thì chúng ta muốn càng ngày mình càng phải chạy nhanh hơn. Mà muốn chạy nhanh thì phải học thật là chắc những điều cơ bản. Chẳng hạn như là bảng phiên âm các bạn nhé. Rất là căn bản thôi nhưng xin đừng xem thường. Bởi vì đây là những nền tảng mà trên đó chúng ta sẽ bước đi và bắt đầu chạy. Và chạy nhanh hơn mỗi ngày. Dĩ nhiên chúng ta phải tăng tốc lên bằng các bài tập các bạn ha. Và khi mà chúng ta luyện tập nhiều á, thì chúng ta sẽ có khả năng vượt qua được những cái chướng ngại vật. Chúng ta quen với tiếng Anh, chúng ta sẽ thấy nó dễ dàng hơn. Và dĩ nhiên trong cuộc sống thì có những cái cản trở, có những khó khăn, có những điều kiện làm cho mình nản chẳng hạn ha. Thì chúng ta phải kiên nhẫn. Và khi vượt qua được những khó khăn đó thì chúng ta sẽ lại vui vẻ lại các bạn ha. Và hy vọng một lúc nào đó các bạn sẽ thấy tiếng Anh rất là dễ, không có gì khó hết. Mình thực tập một chút, mình có phương pháp một chút, biết phân tích vấn đề một chút thì mình sẽ thấy thoải mái ha. Đời sẽ rất là tươi với tiếng Anh các bạn nhé. Chính vì thế đó, chúng ta sẽ dành bài 2B lần tới để luyện tập bảng phiên âm. Những bạn nào cảm thấy mình đã giỏi rồi thì cũng có thể không cần. Nhưng mình nói thiệt với các bạn là vấn đề phiên âm ấy, là vấn đề không phải là đơn giản các bạn nhé. Các bạn sẽ thấy tiếng Anh phát âm là cả một vấn đề. Cho nên luyện
Bài 2B lần tới là một điều khá quan trọng và khá hữu ích, các bạn sẽ thấy. Bây giờ thì xin được dừng bài học ở đây và hẹn các bạn lần tới trong bài chúng ta luyện tập với nhau. Chúc các bạn sức khỏe và muôn sự an lành.